Đây là một cái thao tác rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà các bạn chú ý nhá thì chúng ta sẽ vẽ phần mềm này nhanh hơn rất nhiều đó. Thế thì ở đây nhá, mình sẽ nhanh chóng tạo thành một cái lùm cây và mình sẽ biến nó thành group như sau. Ở đây thì mình sẽ tích vào phần nature và mình sẽ chọn những cây mà nó ưng ý theo cái ý tưởng của mình nhá. Nếu mà mình ưng ý thì mình có thể tích vào cho nó cái dấu sao ở trên này này. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta tích dấu sao nhá thì nó sẽ hiện ở cái phần sao đây này. Đấy, giả sử đây mình thích ba cái cây này đúng không? Bây giờ mình sẽ trồng nó nhá. Mình thích cây lớp số 1 này. Rồi, nếu mà các bạn cảm thấy rằng cây này nhỏ quá thì chúng ta có thể scale nó to ra đúng không? Đây, ở đây mình scale nó lớn ra nhé. Rồi, lớp cây đầu tiên. Lớp cây số 2 mình lại tích vào đây. Và mình chọn cái này đi. Đây, đây là lớp cỏ đi. Và ngoài ra nhé, thì mình còn trồng thêm một lớp hoa nữa. Ở đây thì các bạn trồng hoa mà muốn chúng ta muốn trồng theo chuỗi thì chúng ta chọn cho mình cái này này, là mass placement này. Ở đây thì mình sẽ tích này. Tích này. Nếu mà các bạn muốn có thêm tuyến nhá thì các bạn kết hợp thêm nút control. Ở đây thì mình sẽ về mặt bằng nhé, để mình cho các bạn xem dễ hơn. Các bạn muốn di chuyển, chúng ta chỉ việc đưa con chuột ra đây và chúng ta kéo như này thôi, đúng không? Còn chúng ta muốn làm cong cái đường được góc này này thì chúng ta đưa con chuột vào góc này nhá, thì nó sẽ hiện lên cái phần gọi là corner smoothness. Thế thì các bạn cầm một con kéo như này thì nó sẽ mềm hơn, đúng không? Tương tự này, chúng ta áp dụng với những cạnh còn lại nhá, để bo cái đường viền cong cho cái hộp cây này. Nice. Các bạn đã thấy khóm cây này ổn hơn rất nhiều rồi đúng không? Chúng ta sử dụng nút number of items để chọn cái số lượng cho nó phù hợp nhé. Finish này. Rồi, chúng ta đã hoàn chỉnh xong một cái khóm cây như thế này rồi. Vậy làm thế nào để chúng ta biến thành group? Các bạn tích vào cái phần gọi là select all categories. Thế thì nó có thể cho phép chúng ta chọn được tất cả các chủng loại ở trong này. Lúc này thì chúng ta tích vào nút select, chọn này. Và đây nhé, các bạn ấn nút control, sau đó chúng ta quét chuột từ trái sang phải đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn nhanh được cái cụm này. Và ở đây nó có phần được gọi là Ask Student Selection to Group đúng không? Tức là chúng ta sẽ biến tất cả đối tượng này thành một group nhá. Chọn nó này. Xong. Và các bạn nhớ nhá, là chúng ta sẽ phải tích cái nút này này. Còn nếu mà chúng ta di chuyển ngay nhá thì các bạn thấy không? Nó sẽ không di chuyển được đối tượng này đúng không? Và chúng ta phải tích vào đây. Đi Select All đúng không? Thì nó sẽ bỏ chọn này. Lúc này thì chúng ta có thể thoải mái chúng ta chọn cái đối tượng nhá. Chúng ta di chuyển đúng không? Và nếu cần thiết thì chúng ta ấn nút này này, để không chọn. Các bạn muốn copy thì chúng ta kết hợp thêm nút Alt trong quá trình di chuyển là xong đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ lưu cái nhóm cây này ra bên ngoài nhá. Mình chọn nó này. Sau đó thì các bạn nhìn ở đây này, có đề mục Shape Group. Rồi, ở đây thì mình sẽ ghi là khóm cây 1. Đấy. Tương tự thì chúng ta có thể làm với nhiều khóm cây. Đối với các cái dự án mà lớn về cảnh quan hay là quy hoạch thì chúng ta có thể giao cho các cái bạn công tác của mình để trồng cây cỏ hay là nhà cửa, sau đó chỉ việc lưu group lại thôi và chúng ta load vào cái group tổng là xong đúng không? Bây giờ thì mình sẽ sang một cái dự án khác nhé. Giả sử trong trường hợp này mình có một cái villa và mình muốn đưa các group đã tạo vào trong cái dự án này để làm thì mình làm như sau nhé. Đây. Giả sử đây là dự án tổng của mình đúng không? Ok. Bây giờ thì mình sẽ trồng cây vào cái dự án này nhá. Đây. Giả sử mình ra góc này đi. Đây, mình trồng cây ở đây. Thì mình có thể vào trong cái phần gọi là Select All Category ở đây này. Đó. Sau đó các bạn tích vào cho mình cái mục này nhá. Placement này. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra cái đề mục Load Group đúng không? Bây giờ mình chọn khóm cây. Sau đó mình ấn Open này. Ngay lập tức thì cái khóm cây vừa xong nó sẽ được load vào trong cái dự án này đúng không? Đó, mình có thể rằng là chọn các khóm cây như thế này. Cần thiết này, mình có thể ấn nút Alt copy ra này. Rất là nhanh đúng không mọi người? Còn nếu mà bạn muốn phá cái group này ra thì chúng ta chọn nó này. Sau đó bạn tích vào nút này nhá, Alt group này. Thì tất cả các thành phần trong group này nó đã được phá ra và bạn có thể di chuyển từng đối tượng một nhá. Ở đây thì mình có thể dễ dàng mình di chuyển là cái cây, cái hoa này tách biệt ra độc lập mọi người nhá. Đối với phiên bản Lumion 11 của chúng ta thì nó đã cho phép các bạn import được khá là nhiều các cái đuôi rồi. Ví dụ như ở góc này thì chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta đưa trực tiếp đuôi 3DS Max vào được đúng không? SketchUp này. Và nhớ nhá, cái phần mềm này này chỉ dành cho đuôi SketchUp phiên bản thấp thôi nhá. Ở đây thì cho an toàn thì mình thường lưu thành phiên bản SketchUp 7 nhá. Và ngoài ra thì nếu mà chúng ta import trực tiếp từ Max hoặc là từ file.skp vào mà bị lỗi thì chúng ta có thể thử những cái đuôi khác, ví dụ như là FBX này, DAE này, 3DS hoặc là OBJ nhá.
Tuy nhiên rằng là mình sẽ ưu tiên cho hai cái đuôi này trước này. Nếu mình dùng SketchUp thì mình sẽ import đuôi SKP. Còn nếu mình dùng file 3ds Max thì mình sẽ import file chấm Max này vào các bạn nhé. Rồi, thế thì mình sẽ ví dụ như sau. Bây giờ thì mình sẽ sang môi trường SketchUp này. Để đưa cái model này sang Lumion thì chúng ta nên xóa hết những cây cối đi nhá. Và chúng ta nên quét rác cho cái file này nó thật là sạch sẽ. Thì chúng ta sử dụng nó sẽ hợp lý hơn bên phần mềm Lumion. Bây giờ thì chúng ta sẽ lưu cái file này lại này. Ở đây thì mình sẽ lưu thành biệt thự 1 đi. Các bạn chú ý cho mình là cái gốc tọa độ của chúng ta nó đang nằm ở cái vị trí này nhá. Bây giờ thì mình vào trong phần mềm Lumion này. Mình sẽ vào trong phần import. Ở đây mình sẽ chọn là đuôi chấm SKP biệt thự 1 này. Đây rồi đúng không? Chúng ta ấn Open này. Nó hỏi chúng ta đặt tên đúng không? Chúng ta có thể để mặc định nhá. Đây, chúng ta đã đưa được cái biệt thự sang bên này rồi đúng không? Nếu mà chúng ta tích một cái không gian ở cái vị trí lung tung như này thì thực sự sau này kiểm soát đối tượng nó rất là khó các bạn nhá. Chúng ta sẽ phải chọn đối tượng này. Gốc tọa độ ở đây này. Type in nhá. Và các bạn chuyển cho mình về tọa độ là 0 này. 0. 0. Đấy. Thì đây là gốc tọa độ chuẩn các bạn nhá. Rồi. Sau này thì khi chúng ta import thêm các đối tượng khác vào ấy thì chúng ta cũng phải nhập tọa độ 000 để cho các tọa độ này nó trùng khớp với nhau các bạn nhá. Ví dụ trong trường hợp này như sau. Giả sử mình vẽ thêm một cái khối tòa nhà bên cạnh này. Rồi, mình biến nó thành group. Và khi biến thành group thì chúng ta tiếp tục vào bên trong nó này. Thì nó sẽ xuất hiện một cái gốc tọa độ mới đúng không? Thì đây là gốc tọa độ độc lập của vật thể nhá. Mọi người nhớ rằng là gốc tọa độ chuẩn của chúng ta này, tổng của chúng ta nó nằm ở đây đúng không? Bao gồm có trục đỏ này, trục xanh lá này và trục xanh lam này. Đó. Thế thì cái trục tọa độ mới này chúng ta cũng phải thiết lập tương tự. Ở đây thì mình sẽ tích vào nút này này, S này, sau đó mình thiết lập. Các bạn thấy rằng là gốc của nó này màu đỏ ở đây đúng không? Chúng ta thiết lập mới nhá. Là tâm ở đây này. Màu đỏ cũng phải nằm ở đây. Đúng không? Màu xanh nó nằm ở đây. Đấy. Nó giống hệt như gốc tọa độ tổng các bạn nhá. Đấy, giống hệt nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ biến cái đối tượng này thành com nhá. Và khi biến thành com rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có thể xếp S, tức là lưu độc lập ra bên ngoài được đúng không? Mình ghi là com 54 đi. Xếp này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang phần mềm Lumion. Đây, mình sẽ import nó vào nhá. Các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ lưu ở bên này này là đuôi SketchUp 7. Ở đây này, con 54. Còn nếu mà các bạn để phiên bản cao ấy thì rất dễ bị lỗi. Bây giờ chúng ta sang lưu này. Ở đây thì mình sẽ để là com 54 đúng không? Open này, đưa nó vào này. Mọi người nhớ nhá, chúng ta tích vào đây. Lúc này thì chắc chắn là trục tọa độ nó chưa chuẩn đúng không? Chúng ta chọn nó này. Sau đó các bạn tích vào đây này. Thay in này. Ở đây thì mình sẽ chọn là 0, 0, 0. Lúc này thì các bạn thấy không ạ? Cái đối tượng mà chúng ta vừa mới import vào sẽ đúng với cái trục tọa độ tổng đúng không? Chúng ta có muốn import bao nhiêu đối tượng thì mọi người cũng phải nhớ rằng là phải có cái trục tọa độ tổng nhá. Và phải để cho nó trùng khớp với nhau tại góc tọa độ 000 nhá. Thế thì có một số bạn hỏi mình là giả sử như là em vẽ cái model này này, cái nhà này, bây giờ em muốn cập nhật thì có được không? Được chứ, rất đơn giản thôi. Đây giả sử nhá, mình copy thêm một cái tầng này nữa đi. Sau đó thì mình sẽ vào file này. Ctrl S này. Đúng không? Mình sẽ lưu đẻ lên đây nhá. Ở đây thì mình đang dùng phiên bản SU 2021 nhá. Vì thế nên mình có lưu đẻ lên ấy thì nó vẫn ở phiên bản 2021 và nhiều khả năng nó sẽ bị lỗi các bạn nhá. Nếu mà các bạn dùng các phiên bản thấp ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ bị tình trạng lỗi này đâu, nhất là các bạn dùng phiên bản SU 2007 nhá. Thế thì bây giờ chúng ta thử cập nhật bên này xem. Các bạn chú ý này. Chúng ta chọn đối tượng này. Sau đó thì các bạn nhớ cho mình nhá. Ở đây là có phần này được gọi là re-import nhá. Nếu mà chúng ta tích vào cái nút này này, model chúng ta sẽ được cập nhật mới nhất đúng không? Ở đây này, model cũ chúng ta nó là một tầng này. Nếu mình tích vào thì nó sẽ lên được hai tầng. Trong trường hợp mà chúng ta tích vào phần này rồi, re-import rồi mà nó không cập nhật được thì chúng ta chú ý rằng là có thể là chúng ta đang lưu SU ở phiên bản cao. Vì thế nên các bạn phải kết hợp thêm nút Alt. Sau đó chúng ta chọn lại cho mình đúng cái file biệt thự đó nhé. Và chúng ta ấn nút Open thì nó sẽ cập nhật được mới nhất nhé.
Vì vậy tổng kết vấn đề như sau này. Nếu mà chúng ta muốn cập nhật cái model thì chúng ta chỉ việc chọn vào đây, đúng không? Sau đó thì các bạn tích vào nút này là xong nhá, thì nó sẽ cập nhật. Trong một số trường hợp đặc biệt thì nó không cập nhật được thì chúng ta tích thêm nút Add nhá. Ta chọn lại đường link đó và ấn nút Open là xong. Cái việc cập nhật như này này thì nó rất là nặng và nó sẽ phải load lại toàn bộ model của chúng ta. Vì thế nên các bạn nào mà muốn cập nhật nhanh ấy thì chúng ta sẽ không làm như vậy. Ta sẽ vẽ một cái đối tượng này độc lập giờ như thế này này. Giả sử các bạn muốn thêm cái tòa nhà này đúng không? Thì chúng ta vẽ thêm nhá và vẽ cho mình gốc tọa độ mới vào đây. Sau đó thì lưu nó ra bên ngoài nhá. Lưu nó ra bên ngoài. Sau đó thì import độc lập vào, như vậy thì chúng ta sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Nếu mà đối với các dự án lớn ấy mà chúng ta cập nhật lại cả một cái khu quy hoạch thì chắc chắn là các bạn sẽ treo nhá. Mình vẽ thêm bất kỳ đối tượng nào thì mình cũng sẽ phải biến nó thành group này, biến nó thành com này. Và nhớ rằng là phải vẽ cho một cái trục tọa độ mới và giống hệt như cái trục tọa độ gốc ở đây. Như vậy thì chúng ta import độc lập cái đối tượng này vào thì nó sẽ nhẹ hơn và nó hiệu quả hơn rất nhiều mọi người nhé. Mình có cái biệt thự chỉ có 2 tầng thôi đúng không? Mình sẽ lưu nhá. File CSS này. Các bạn nhớ nhá, đuôi 7 này. Mình sẽ ghi là phương án 1. Xong. Rồi, giả sử như là phương án 2, mình có thể là thiết kế cái mái nhọn hoặc là thêm nhiều tầng đúng không? Đây. Giả sử đây là phương án 2 của mình. Bây giờ mình cũng sẽ lưu này, file này, CSS này. Sau đó mình ghi là phương án 2 nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần mềm Lumion và chúng ta sẽ thử làm việc với hai phương án này xem nó như thế nào. A few minutes later. Rồi, ở đây nhá, thì mình sẽ chọn đối tượng của chúng ta, nó nằm ở cái vị trí này đi. Rồi. Đây đúng không các bạn? Công trình của chúng ta đây. Và mình sẽ chọn cho nó một góc camera nó phù hợp nhá. Giả sử ở đây thì mình sẽ chọn cái góc cam này đi. Mình sẽ vào cho phần photo. Chọn nó một góc cam phù hợp nhá. Ok. Lúc này thì mình cũng tạm dùng cho nó một cái hiệu ứng đi. Rồi. Thêm cho nó một kênh exposure cho nó sáng hơn nhé. Tạm thời thì mình sẽ tạo nhanh cái vật liệu này. Ở đây mình sẽ chọn bê tông này. Đó, kính này. Các bạn thấy không ạ? Mình đã làm nhanh xong được cái vật liệu là bê tông và kính nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần photo. Đây, phương án của chúng ta đây đúng không? Rồi, thế thì làm thế nào để chúng ta đưa thêm được cái phương án số 2 vào trong này? Thì chúng ta làm như sau nhá. Đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong phần đối tượng này. Sau đó các bạn nhìn ở cái góc này. Sẽ có một cái phần gọi là import ở đây này. Đó, chọn vào đây nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cho mình phương án số 2. Và ấn nút Open. Đây là kết quả sau khi chúng ta đưa vào bên trong. Đó, thế còn thấy không? Sẽ có hai cái phương án đúng không? Phương án 1 này. Đây, phương án 2 này. Và một cái điều rất đặc biệt đó chính là cái phương án 1 của chúng ta ấy, làm vật liệu như thế nào thì phương án 2 nó sẽ duy trì đúng cái vật liệu đó luôn, đúng không? Còn thấy rằng là phương án 1 của chúng ta làm vật liệu kính đúng không? Đó, thế thì phương án 2 nó là copy và vật liệu nó y hệt, vì thế nên nó cũng đã được làm vật liệu luôn. Mọi người nhìn này. Bây giờ chúng ta sang cảnh camera cũ nhá. Đây, chúng ta render này. Đây là phương án 2 đúng không? Có vật liệu bê tông và vật liệu kính này. Ta ấn nút render để chúng lưu cái ảnh này ra ngoài nhá. Và ngoài ra thì chúng ta có thể vào cho phần build này. Đó, chúng ta không thích cái phương án 2 này nữa thì chúng ta có thể chọn nó đúng không? Chúng ta có thể chọn model này này. Chúng ta tích vào số 1 rồi nhá thì nó sẽ chuyển sang phương án 1, tích vào đây nó sẽ chuyển sang phương án 2, đúng không? Và nó có thể cho các bạn được rất là nhiều các option khác nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian của người nhé. Chúc mọi người thành công nhé.
Mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một số những cái chỉ dẫn nhỏ nhỏ liên quan đến cái phần mềm này. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình thiết kế nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.